Thầy Tuấn, thầy bảo gửi cho tôi có nick 400 tỷ. Đây, hôm nay thì thầy Tuấn thì tôi có bảo gửi cho tôi cái nick 400 tỷ. Tôi vào thì tôi thấy tôi vào đi. Đây, tôi vào nick thì tôi thấy hiện tại là có 7 tỷ thì không biết là 400 tỷ ở đâu. Bây giờ làm gì nhỉ? Bây giờ làm gì để build team gì với cái 7 tỷ bây giờ? Build Chelsea 7 tỷ á? Uầy. Tôi có thể làm content rất là nhiều tiền rồi, mấy nghìn tỷ cái thứ rồi, nhưng mà khoảng 7 tỷ build team cái thứ thì tôi chưa làm bao giờ thật. Đây có 8 tỷ. Ở đây tôi có 8 tỷ. Ôi giời ơi. Thầy nhận đi chợ theo ý thầy ca. Có em ơi, đi chợ theo ý tôi là nhận hết. Đó, đi chợ theo ý tôi là nhận hết nhá. Uầy, bây giờ chúng ta có 8 tỷ rưỡi. Trần đã donate cho 8 tỷ rưỡi đi chợ phát không nhỉ? Ờ bây giờ tôi đi chợ với quả là 8 tỷ đi. Được không nhỉ? 8 tỷ mới, 8 tỷ nó là thật sự là một thử thách với tôi đấy. 8 tỷ bị đội gì giờ? 8 tỷ mà có cả 11 con mà cả dự bị nữa. Thì là mỗi con trên đến 1 tỷ. Uầy. Ok, ngày hôm nay thì thầy Tuấn chờ quốc tế em phải nhìn thấy đây. Thầy Tuấn hôm nay có gửi cho tôi cái nick bảo là thầy vào tôi có nick tôi 400 tỷ BB trắng, thầy vào thầy làm gì thì làm. Mà sau khi tôi vào xong thì có khoảng 7 tỷ. Đấy, tôi có khoảng 7 tỷ BB. Thì tôi bán đi mọi thứ thì còn khoảng là 13 tỷ BB. Thì bây giờ tôi lỡ vào nick rồi thì tôi không biết là vấn đề là gì, thì tôi sẽ build team luôn. Lựa chọn tôi sẽ là Chelsea. Vì Chelsea nó rất là nhiều hàng, nó dễ mua. Shevchenko mùa CC có 3 tỷ, tôi đầu tàu, tôi sẽ đầu tàu là ai ta? 114. Một slot Gullit Icon cộng 5 ạ. À? Ủa. À thế nhỉ? Shevchenko CC này cộng 2. Ủa. 13 tỷ. Tôi chưa bao giờ build một cái team nào nó dưới 20 tỷ. À dưới 50 tỷ chưa build rồi anh em ạ. Bài toán khó thế này build sao thầy? William 8LH. Ờ Chelsea LH đi. Sắp build rồi, Việt Nam thì full cộng 5 đi. Full cộng 5, ok tôi sẽ build full cộng 5 nhá. Drogba. Drogba ra nào. Khó thì người ta mới nhờ ấy nhở. Chứ dễ thì ai nhờ, dễ người ta tự làm xong. Drogba 2 tỷ của Drogba này. Bây giờ ít tiền nhưng mà thích đá Drogba. 2 tỷ cho tiền đạo đầu tàu. Trong đội hình gọi là 15 tỷ. Trong đội hình 13 tỷ 400. Thì tôi sẽ mang về đó Drogba min. Đó, chưa đến 2 tỷ. Drogba. À, CM Kevin mùa 20 à? Sao bây giờ 2023 chuẩn bị sang 2024 nữa. Vẫn có ông đá của Kevin mùa 20 này thì tôi xem nào. Kevin 20 UCL. Nhảy tiền xem nào. Như vậy là Kevin 20 U này rẻ này. Uầy. Đá Kevin mùa 20 là 4, gọi là chuẩn bị 4 năm trước rồi đấy. Manchester Ilu và con ơ khe nhót ông thầy Bill đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Manchester Ilu nhá. Hello thầy còn nhớ em không? Thầy nhớ mà Kevin LH à? Ngoài đá Kevin LH luôn mà. 3 tỷ. Bây giờ mà nghèo ít tiền nhưng mà thích chơi Kevin. Gullit nào có Mastercard vậy mọi người. Tôi sẽ là đá Lampard đổi gió đi à. Đây, MG cộng 5, múc này, đá CM. Đá CM của này. Còn ai đấy nhở? CM chúng ta còn ai? Chúng ta còn Oscar là một trong những con hàng ngon giá rẻ. Oscar. Di Bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dâu câu đá cánh phải nói là lứng chảy nước. Dâu câu đá cánh phải à? Oscar cộng 5. Ôi, dâu câu 2 tỷ cho con dâu câu này. Min. Tỷ 7 mua bán tiết kiệm. Rốt bác lây ạ. Barclay tôi sẽ là Barclay. Đó thằng Barclay thì có vẻ ok này. Đó, ít tiền nhưng mà thích đá cộng 5. 1 tỷ 8 Barclay múc. Cộng 6 luôn, múc luôn cộng 6 cẩn thận, múc luôn. Đó, bỏ quả. Đây ok, như vậy là tôi đã có một quả CM. Ôi giời ơi. Enzo đi. Tài hộ độ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đội này ca phải đá phôi. Ca ai dùng phôi này cả. Đây là đá cả rác. Đá cả rác nặng nề thế nhở, cái nặng nề Enzo đi rồi. Enzo đây rồi, đặt của Enzo này, đặt của Enzo cộng 5. Xem nào còn cánh nữa ai nhỉ, cánh còn ai ta? William cộng 8. Quả William cộng 8 này thôi thì mê. Đá mê luôn. Nào, William nó có thẳng nó mắc luôn, William có thẳng mắc đầu luôn hả? Đây à, hay là quả này nhờ, làm quả này cộng 5, quả này chưa đến 1 tỷ đây. Quả này cộng 5 này, mang quả này về. Đấy, mang quả này về luôn, chưa đến 1 tỷ, cộng 5. Rồi, như vậy là mình đã có một quả cánh đấy. Nếu mà Enzo không về mình sẽ tính phương án khác. Morata hoàng tử thành London. Morata cũng được lựa chọn ok, một lựa chọn ổn nha. Tôi đang muốn lựa chọn con Drogba này. Đấy, tôi đang muốn lựa chọn Drogba này nhưng mà Morata xem nó có rẻ hơn không? Drogba thì tốn của tôi khoảng 2 tỷ, đâu đó của tôi khoảng 2 tỷ. Con Morata này có rẻ hơn tí nào không nhỉ?
Morata là có 1 tỷ à? Cộng 6 1 tỷ à? Rồi mút. Đó, đặt 1B, 1B tiết kiệm. 1B. Đó, 1B luôn, tiết kiệm. À DM. DM xem nào, DM chuyền bóng hay ở Chelsea à? DM Ginken á. Ginken, Van Ginken à? Van Ginken ở đá cho Chelsea à? Ôi giời ơi. Di bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thằng này mua luôn. Makelele mua EBSS mặt cười. Mút thằng này luôn, mút thằng này, thằng đá rất hay. Thằng này ba lách đương đại, thằng này là ba lách đương đại. Thằng đá cực hay. Jorginho. Jorginho là một lựa chọn hay nha. Jorginho xem một chọn khá hay. Jorginho. Đấy, chỉ với 593 triệu bạn có một tiền vệ, một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Không muốn làm ba nữa, tiết kiệm tiền. Ôi giời ơi. Di bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm qua thầy đá Makelele ở content kia hay mà. Makelele hay quá, mê đúng không? Thích thích quả Makelele của thầy không? Matic đây rồi. Đây rồi, tầm lá chắn thép. Min. Xem nào, Kante cộng 5 cùng với Matic là cái thời đỉnh cao của Chelsea đấy. Này thầy lại đi chợ à, chắc yếu điên. Yếu điên, lại yếu điên, lại yếu điên. Đây, đang 13 tỷ chỗ này, 13 tỷ mang về team Chelsea cộng 5. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, Jorginho. Bỏ mang cái can đi, bỏ đi, bỏ này, tiết kiệm tiền một tí. Đấy, bây giờ chạy cánh mình sẽ mang về con Hazard. Đấy, Hazard. Đây rồi. Hazard cộng 5 mùa này. Ok, mùa này thôi 1 tỷ 3. Còn lựa chọn nào tốt hơn không nhỉ? 1 tỷ 3 này, hình như là không có lựa chọn nào tốt hơn cả. 1 tỷ 3 là ok nhất rồi. Thôi mình sẽ mang con Hazard này về. Cộng 5 bỏ dấu câu luôn, không dùng dấu câu nữa, tiết kiệm được khoản tiền. Calat. Calat tôi xem nào, còn quả Calat này 1 tỷ à, Calat này CB. Ok, Chelsea à? À, ok, ok, đã 9, ui, 9 năm ở Chelsea cơ. Ủa, con vợ là 9 năm ở Chelsea cơ. Ở đâu? Đây là Chelsea để cho đi mượn đấy chứ. James Crowe đã đâu nên. Ôi, ôi, mang của Chelsea, mang của này về, mang của Calat này về. Tomori chỉ chạy ra truyền. Văn Đài với Koulibaly cặp CB trời cứu. Trời cứu, đâu mà trời cứu, gặp đấy hay như thế. Gặp như thế, nhặt rau ở Chelsea à? Nghe đau đớn thật đấy, 3K Yoko á. Hết tiền rồi, học sinh Fraser tiền hết tiền rồi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em đang muốn nghỉ game, có team Inter 1K5 tỷ dư 300 tỷ BP cần thầy build để nghỉ okay, game. Ok ok, đưa cho thầy Đức Huy, thầy bán hết đi build lại cho, đưa hết cho thầy. 3K Yoko mang chú bé đần này về. Manasa. Xem tôi thấy ok nhỉ? Tôi thấy mọi thứ đi chợ thấy ok, đến bây giờ vẫn còn đang thừa tiền này. Cánh bên trái là ai ta? Marcos Alonso. Marcos Alonso. Mắc con này đi, cứ mắc con này về xem nào. Đấy, cứ mắc cái con này về để xem như nào nhá. Cánh phải thì chắc là tôi nghĩ là chắc chỉ có Rick James chứ làm gì còn ai ta. Rick James cái mùa nào giá rẻ múc là được. Đấy, có Rick James này. Rick James thì nó ngon nhưng mà nó không rẻ, vấn đề là ngon nhưng nó không rẻ chứ. Đấy, thằng này nó không rẻ chứ. Mắc Rick James này ngon nhưng mà nó không rẻ. Apli Cueta. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhìn thấy xây team cứ tưởng xem nhầm kênh mặt cười. Sao xây dựng hay quá đúng không? Mê quá đúng không? Hả? Mê quá đúng không? Đây rồi. Apli Cueta múc. Về luôn, bỏ Rick James luôn. Đã cần cái sự kinh nghiệm. Cần cái sự kinh nghiệm và phòng ngự. Thiago Silva giá thành nó rẻ rẻ một chút. Đây rồi, Thiago Silva, đây rồi. Như vậy là mình còn cánh trái Ashley Cole nhỉ, đúng rồi, Ashley Cole, đúng rồi, sao không nhớ ra nhỉ. Ủa, không được rồi, Cucu đi. Cucuzela, hoàn thiện đội hình Chelsea chỉ với gọi là 13 tỷ USD. 13 tỷ USD có một đội hình siêu khủng. Cucu. Uầy, Cucu 1 tỷ 9 luôn, mà Cucu 2 tỷ. Thằng Cucu đấy 2 tỷ. Ôi trời ơi, tin được không anh em? Tỷ được không? 2 tỷ cho thằng Cucuzela này á? Lewis Hone à? Van der Hoel à? Ok, Van der Hoel đi. Nó đây rồi, cộng 5, có một lần không có thằng nào kiếm thằng trẻ cánh khoai thật. Van der Hoel. Rồi, thằng này khả năng là sẽ về được. Như vậy là mình còn thiếu một thằng GK nữa. Một thằng GK, Kepa. Bắt Kepa luôn, hoặc là Edouard Mendy. Kepa. Cộng 5 bây giờ mua nó phải cộng 5 cho đồng bộ chứ anh em. Đấy, mua bây giờ mua phải cộng 5 này, cộng 6 được này. Thì thôi bây giờ tôi muốn mua cộng 5. Rồi bắt đầu luôn, 374 tỷ. Mắc Thiago Silva, bỏ Thiago Silva luôn, không mua Thiago Silva, mang này về. Mang Fofana này về.
Đó, có người luôn, có đủ người chạy game đã. Mang quả Fofana này về. Giờ chỉ cần đúng con Van Aho thôi. Bây giờ mình còn thêm con nào nữa nhỉ? Pulisic đi. Muric đi thầy ạ. Không đủ tiền anh em ạ. Bây giờ tôi còn có 350 triệu kìa. Đây. Đặt con này đi, biết đâu nó về. Đấy, thế là ok rồi. Thế là ok rồi. Fofana tạm thời ra chạy cánh, tạm thời đi như vậy. Jorginho đá đây. Đấy. Matic cho về đây. Ok, tạm thời như này đi. Tạm thời tôi nghĩ như này là ổn đấy. Bắt đầu chúng ta có thể đi game đầu tiên rồi, chiến thuật C1. Hôm nay thầy tôi chỉ nhận vào với thế giới đổ số. Không nhận ai hết, không nhận trường hợp nào cả, không nhận một trường hợp nào cả nha. Không nhận luôn. Rồi. CB thì tôi đợi ấy vào đi, tôi đợi quả K3 vào. Thì bây giờ ôi, cái nick này 13 tỷ tôi đã lên siêu sao cũng được mà anh em, 13 tỷ đã lên siêu sao cũng được mà nói gì ở chuyên nghiệp. À, 13 tỷ đã lên siêu sao thoải mái. Nemanja Matic. Rồi, dự bị đi. Tôi chết tôi rồi, chưa chỉnh phím rồi, còn đang đá bàn phím đấy anh em ơi, quên mất chưa chỉnh tay rồi. Ừ. Thầy Bill khéo quá hả Huy? Sao? Fofana 1 tỷ 6, CB 1 tỷ 6. Ôi giời ơi. Nhìn này donate cho Tabi William, hãy tặng óp cho Mota. Nhớ em không ớ ớ mà thầy đã thử đội hình 5-1-2-1-1 đi ạ. Kép ghi 400B vào còn 13B, thầy ăn chặn đâu mất 387B rồi. Thầy ăn chặn đâu, chủ ác lỡ tay mua mất rồi. Đó. Thôi thì bàn thắng này. Đó, thôi thì bằng thế này tôi dành tặng tất cả những người anh em ở đây. Danh 5139 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Danh nhá. Chào thầy, em là SS mới, thầy nhớ e khung. Thầy nhớ mà, em là Danh đúng không? Em là Danh đúng không? Thôi gửi tặng tất cả anh em coi như một lời gọi là Nope. L đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Nick thầy. Ôi giời ơi. Thanh trưởng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nay sinh nhật em, thầy có thể tặng em một vị trí AB cho Kante được không? Được liền, đợi thêm một chút. Thằng kia nó cũng đá DM Kante luôn đấy này. Đấy, cũng MOG luôn, chứng tỏ là cái con này tôi mua nó nhiều người chơi chứ. Sao? Mà Kante trong tay tôi khác gì Messi rồi anh em. Ôi giời ơi. Richard Tan đã donate Akara cho Tabi 10.000. Akara Kante. Chịu thầy. Encolo Kante. 13 tỷ cũng build ra team trẻ The Sea. Series này giải trí này. 1 tỷ tôi build ra được team chè, nó đừng nói 13 tỷ, 1 tỷ thôi. Bàn thắng này là của tất cả anh em, đừng ai tranh giành, nó đừng ai tranh giành gì cả, tất cả anh em đều có phần nhá. Bàn thắng này mọi người đều có phần cả, không phải tranh nhau làm gì cả, cứ từ từ thôi, không phải tranh nhau làm cái gì hết, thoải mái đi. Phát này nhá, anh em nhìn này, nó sẽ cong một phát đến cái cột bên phải của thủ môn, nó cong một phát đến cái cột bên phải của thủ môn này, anh em nhìn này. Một phát. Đúng chưa? Đúng với cột bên phải chưa? Đúng thẳng đấy cột bên phải. Cong một phát gọi là cột bên phải của thủ môn luôn mà. Sút bóng không có tí lực của William, sút bóng không có tí lực luôn mà. Ôi đùi này còn kêu rác nữa, bây giờ team Colo rồi còn như thế nào nữa? Hay bây giờ còn Gullit Icon cộng 5 nữa hả? Mới chịu à? Tiền nào của lấy anh em ơi. Haji Maguire đã tiền nào của lấy cho Tabi 12.000 đồng. Em có con ước mơ đàn nhưng cầu thủ chạy ngu, thầy trả bánh cho e được cô. Nope. Ủa xuống ra ngoài luôn mà. Sơn Fan Sa Tị đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Má. Thầy đang làm gì đấy? Ô thằng Morata Sơn ơi. Nope. Con mẹ thua luôn mà, thua bà luôn mà. Bắt đầu có vấn đề thầy ạ, nghe tôi bán mấy thằng Pháp Vân DR mua sắm cho nó mát máy. Không, thầy Tuấn ơi giữ vững lập trường mình đi, giữ vững quan điểm của mình đi, mình có lập trường mà. Ta đây, làm gì? Mày trêu. William. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Hả? À, trêu chúng tôi. Cái gì đấy? Pha này nhá. Nếu không di gôn. Nói thật anh em, nếu không di gôn, đừng bao giờ nghĩ chuyện bắt được. Nếu không di gôn, đừng bao giờ nghĩ cái chuyện, câu chuyện là bắt được tình huống này. Huy Gạo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh 592 ơi, anh bọn em cần anh, đối nay mềm.
Đối này mềm. Đối văn phòng à? Đối này mềm, đối đá ra mồ hôi à? Đối này mềm luôn mà. Lấy quả TS2N này ra làm gương nhá. Đó, lấy quả này ra làm gương. Alvaro Morata. FD tặng vào thẻ anh em. Chuyện bình thường anh em ơi, Chelsea rồi. Nãy đưa tôi, anh em nào có nick không chơi, đưa cho tôi cái nick 3 tỷ tôi vẫn thành tài được anh em. Đưa tôi cái nick 3 tỷ tôi vẫn thành tài được mà. Đó, nếu như anh em nào có nick không chơi, đưa cái nick 3 tỷ tôi vẫn thành tài bình thường. Đó, tiền nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng là cái này này. À, quan trọng là cái này này. Cái này nữa này. Quan trọng là hai thứ đấy. Tiền nó chỉ là câu chuyện, nó chỉ là một phần anh em. Tiền đá có mà. Tiền đá thắng nhiều có mà. Danh chuyên nghiệp bảo oai. Danh chuyên nghiệp bảo oai. Có anh em nào danh siêu sao nhỉ? Có anh em nào danh siêu sao mà chúng ta khởi động tí nhỉ? Cho là chúng ta khởi động một tí nhỉ? Anh em nào siêu sao chúng ta ra nô đùa nhau tí nhỉ? Đép vào thôi bạn ơi, học sổ vào đép, đép vào. Đép nhá, riêng nó thật luôn. Chỉ gọi là bên lĩnh vực game bắn súng thôi, sang game FIFA này cũng chỉ là một cái tên bao gồm ba chữ cái. Không có cảnh, nó luôn không có cảnh gì cả. Không một cảnh cước gì. Huy này, giống Đức Huy này vụt. À vào luôn thầy, ok, bê ra xong, vào đây. Bỏ khẩu súng xuống chỉ là ba chữ cái thôi mấy em. Rô. Win kèo bo ba này 50k. Uầy. Gì mà lấy được cái một mạng của đép cho 50k, thầy Tuấn đùa. Uầy, thầy Tuấn cho nhích lên một tí được không? Thầy Tuấn nhích lên một tí nữa được không? Đây rồi, đép rồi. Alo, như nào nhở, vào thôi. Nghe nói có ông nào ở một khu rừng nào đấy bảo có thằng chỉ biết cái bắn súng đúng thôi. Đúng rồi, bỏ khẩu súng xuống thì chỉ là cái tên thôi mà. Là còn may cho này không hack chứ, đáng hơn cả hack chứ. Câu này nghe quen lắm này. Bật máy, câu này giống lắm à? Câu này mới nghe đây đâu à? Rô. Nói thật thầy là vừa từ giải trước đá trận nào ấy chứ. Em không đá một tháng là thầy thua em nữa là thật. Giao quá nhờ, giao trước luôn mà. Thua cái kèo này tốt nhất là nên bỏ cái tựa game mà mình đang theo đuổi. Thật, phải có khi mình sang CSGO thôi, tìm được cái chân trời mới đấy. Thầy mang em Ninh Thanh đép chỉ mở thẻ thầy. Thôi đá yếu siêu à. À, không có thực mà vực được đạo ở Ninh Thanh. Đá cho Thanh xem rồi Thanh. Mở to mắt ra hôm nay tinh hoa hội tụ luôn nha Thanh nhá. Phụ nữ rất yêu à. Để giấu nghề. Uầy, gu xì một ngày xưa tốt một server ấy, cái gì, chẳng qua ngày xưa tôi không chơi trò đấy thôi. Bêu ba nhờ? Ồ ba thôi. Sao rồi? Đẹp cày quá mà. Ủa, đang chém mà trên kênh thì thấy có bọn đẹp này vào bắt tạo bọn này thôi. Làm gương anh em nhá. Anh em nhìn đấy. Bật, thầy nhớ bật hiệp phụ đấy nhá, trong trường hợp kiểu 90 phút mà con sút tầm 10 quả ra ngoài ấy. Không đến hiệp phụ đâu. Bật cái hiệp phụ vào cho nó kiểu nó xanh chín ở trong 120 phút thi đấu đi. Nào. Team này team color gì thầy? Team color Chelsea 13 tỷ. Ui giời ơi, vợ Chelsea này đo ván 2 phút. Hôm trước tôi vừa bắt được quả rắn, hôm nay bắt quả voi nữa là đủ rồi. Đấy, vừa bắt được quả rắn hôm trước. Alvaro. Chạy đấy. Ê chạy đấy. Vào đây ngã đấy. Ngã. Ê chạy đấy. Ngã đấy à? Ủ đằng sau kìa, tai mù à? Ngã đây, một, ok, một. Tại bắt trận Liverpool giờ tôi đã làm còn mai nha mày thật sự. Quay lên. Con vợ đá bóng bằng những nhất vô hài giờ mặt cười. Ronaldo, Casillas cộng năm đá trung vệ mà đè Ronaldo béo ai cần nhớ con mẹ á game. Casillas luôn. Thế tao nạp tiền làm gì? Fucking shit. Cân bằng game à? Bắt quả đi! Mẹ mà thủ môn bắt bao nhiêu đập lên cổng chín kìa. Thế mà không bắt được quả cơ bản. Hôm nay nô đùa mà, nô đùa nhau tí mà. Còn hơn cả hack đúng không đem? Trời hát này. Tôi đá còn hơn cả hack. Không hề có lỗi. Ramos. Tình huống phản công. Đấy rồi. Tình huống chuyền, chuyền. Chuyền là chuyền. Nope. Đúng rồi. Con rô béo chạy ghê vãi đâu. Con sông béo, nó lồng kìa. Game thủ chuyên nghiệp F4 cũng chỉ là cái mác mà thôi. Không bình luận viên mà. Ôi đá bóng cũng là bình luận viên luôn à. Chạy đi. Quay lại kìa. Vini sau lưng. Một tình huống. Ê, mẹ thủ môn ngu thế đùa đâu. Uầy.
Thua trận đầu khó đá. Thua trận đầu khó đá. Ronaldo vừa cho chúng ta thấy anh ta không chỉ có khả năng tiền đạo mà một tiền vệ cánh rất tuyệt vời. Tỷ số đưa về vạch xuất phát. Tại vì Tuấn Anh đang run rồi. Hay nhờ. Canate. Benzema. Để vươn lên dẫn trước. Real Madrid. Real Madrid chúng tôi né đi. Vị. Rồi. Xét được lực nhanh ta. Kéo về các em. Lên tấn công biết không cơ. Đuổi kịp về luôn hả? Ôi Vinicius đuổi kịp về luôn. Vừa tấn công xong. Chưa làm gì đi bộ đó. Ôi trời ơi. Sở trường của tôi rồi. Bắt cái VAR lên. Sở trường của tôi. Đép hình như không biết gì gôn nhỉ. Bản Linh đứng yên đấy. Tay xuống đấy. Nó dễ luôn này. Con gọi bướng à? Cho đơn giản luôn đấy chứ. Bướng với chúng tôi. Ui giời ơi. Sao mẹ thế? Rồi, đây là phản công. Ui ơi, địt ma nó tối om. Alvaro. Nope. Ui, bị gì con rồi. Nè. Úi giời ơi. Nè đâu. Nè à. Úi giời ơi. Mày nô đùa với đẹp tính à? Ghế thủ chuyên nghiệp nó khác đấy. Ok. Hazard nó nhanh đấy. Gôn lên đây. Úi nè. Thắng chưa? Ok. Thắng rồi. Của mình luôn. Trần thương rồi. Ok. Đá nữa. Đông đó làm gì kìa. Rồi ôi bắt ly. Đỡ bóng phát chém luôn. Nope. chịu. Uầy. Sao rồi game này có đầu hỏng tút tăng luôn mà. Này có đầu này xong vào Van Aan hỏng tút tăng luôn. Thầy kéo Van Aan qua không thầy? Đứng chưa thầy? Cái khe. Thầy à? Thầy sút vào quả này 5 lốp. Thế cho nhanh. Ok, tôi xong rồi. Đưa cái 5 lốp đây. Đưa cái 5 lốp đây. Em thủ chuyên nghiệp mà, nô đùa với Đẹp Nguyễn một tí anh em. Không sao, thời gian là vẫn còn. Thời gian vẫn còn. Lên đi. Lên. Có nghĩa là trời ơi. Nghe tiền nhanh lắm. Bò ba còn quá nhiều thời gian. Từ đúng luật này, đổi bên. Ok, bắt tay cái chứ không. Ok, Champions League. Đúng rồi, đôi khi phải làm cả tí nhạc chào sân nữa. Anh em mới bảo rồi, đất nó có thổ công sông Hòa Bá mà. Bỏ khẩu súng xuống thì biết mà nhau luôn mà. Đang phải chào sân là đúng quy tắc này. Đấy. Chào đúng quy tắc này, làm đúng ban tổ chức ấy nhờ. Thôi tắt con mẹ anh à, vào ấy. Ban tổ chức làm cái này chết thật sự luôn đấy, không giảm quyền lợi à. Cái khe. Một đường truyền rất thiếu tính chuyên nghiệp của ta Bì Tuấn Anh. Sao? Tắt quả set đề đi. Nó sụp set đề ngu thế nhở. What the shit. Bình tĩnh thầy ơi. Đây nè thầy ơi. Trận này đã thép đấy nha. Trận này chuyên mục đã thép luôn. Thép. Tịnh đấy, có độ tịnh đấy. Sao cái tính năng gì mà nhá cái chân đây thầy. Khó. Đá xong chỉ cho. Sao? Đây, pha này mình đã dàn xếp nhỉ anh em. Anh em nhé, nhìn này, hướng dẫn anh em cách dàn xếp để ghi bàn những tình huống như này. Đầu tiên mình lấy trỏ thái Van Aanholt này. Đó, mình chạy xuống. Chỏ. Đánh đầu sang. Hai. Quá hiểu những bước di chuyển của Đẹp Nguyễn thật sự luôn. Quá hiểu rồi. Thấy 11 thằng thì 11 thằng úp bỏ húc hay sao nhỉ? Húc bắn mẹ. Tránh ra bạn đây. Bỏ bạn đây. Bỏ ra. Bỏ ra. Không phải cầu thủ của em nó bị Harley Cup. Halikap rồi. Bài mới. Mới. Ui giời ơi. Thằng này đi view wonder thế nào nó xoạc. Thì có vẻ như các cầu thủ Real Madrid đang nhả nước. Hiệp 2 các cầu thủ Real Madrid sẽ nghiêm túc hơn. Đây rồi, Benzema.
chọc cho ai đây? Bãi kham mà ra cánh phải. Đây rồi. Nope. Ui. Vào đây anh dạy các bé cách đi thuyền này. Ôi, rút bóng như tên lửa luôn. Thầy có làm được không á? Anh em làm sao đấy? Tôi game thủ chuyên nghiệp, tôi thua streamer. Streamer lại không phải chuyên về môn này nên thua nó thì người ta cười chứ à? Ui, số gì nhô. Số gì nhô bị đẩy bay ra ngoài luôn. Điều thật. Ui. Tạt đi. Giọt gì nhô. Mày em đã khăm lên như trâu rồi, mấy thằng la vào ấy, bay hết mà. Trời ơi, cái thằng Benzema này. Hụt thép rồi, không lên trời kìa. Chuyển ra chuyển bóng. Hợp lý chưa? Cái khe này. Giả lại quả Zeta, giả lại một quả Zeta. Ôi. Hướng dẫn cách tả Zeta đúng cách. Đây rồi. Try money. Xavi Alonso. Ronaldo. Ủa, mày quá kìa bà, mày quá. Hoan hô cái bàn. Ok. Dường như trước đó là một tình huống sút ăn quả này thua luôn. Đem sút phạt quả này ăn thua luôn. Chết trong gì được. Chết trong gì nữa. Ôi kê bà kìa. Kê bà bắt bóng được cả tính mạng luôn. Nhá trỏ trước mà. Nhá trỏ liền. Nhá trỏ liền. Trông như vẻ là giao hữu mà. Nhá trỏ liền. Sút đi. Còn nguyên. Sút đi. Nhá trỏ liền. Sút đi. Ui mà sút quả khéo đấy nhở. Ôi tờ sút góc bên kia mà. Hết người truyền. Hết lực rồi, hết thể lực rồi. Tôi dạy canh, em chiến thuật mới nhất của FACC. Mâm cơm. Mâm cơm à. Ôi, ôi đang nguyên cả bóng câu giờ mâm cơm có kiểu luôn mà sao. Xem mít giả thôi nhá. Đây rồi, không hề mâm cơm, đây là mâm cơ. Tạ đi, cảm thấy như tạ đi. Cảm thấy như phạm đợt vượng. Nếu như phạt đến được ra từ đây này. Cục này. Ồ. Mẹ mày. Tôi tưởng mâm cơm. Mâm cơm luôn mà. Rồi anh nhờ. Hay là cô nhớ anh rồi. Chạy đấy. Tiền ơi. Tao có tiền. Ôi ôi. Em quyết tâm. Đá quyết tâm không để thua nữa mà. Vàng nói có gì đâu. Rồi. Thẻ vàng nãy giờ 2. Thẻ vàng 2 lốp này. Ta trừ vào tiền bàn thắng. Sút quả đá luôn chịu. Cái này, à, cho Zigo cho lấy góc này, sút ăn luôn chịu đấy. Yếu thì vùn. Chuyển đến cái ba hả? Thua một trận bảo tiểu đép Nguyễn luôn mà không bỏi. Nghe yếu thì có nghe tiểu đép Nguyễn. Tiểu đép Nguyễn à? Tôi không lấy cái danh xưng đâu anh em ơi. Nhường anh em đấy. Ô, trận này chơi bằng máu luôn đấy. Trận này chơi bằng máu. Ok, trận này cắt máu ăn thề luôn này. Mà đá giải, trận này đá giải nhá. FACC à, đá giải người ta hay mâm cơm tí lắm, mâm cơm thì làm tí cơm á. Giả bò đấy. Giả bò đấy, tí rồi mình nhau lên cái nó công luôn. Vậy giả bò đấy. Ô kìa, ừ. Đúng. Nope. Ủa điều thích à, sút bóng điêu thật đấy. Chưa nhót được. Tiền thôi ơi. Cố lên nào. Để phải chứng minh cho mấy anh em cầy chay là trình độ. Rách lòi chi thôi. À, chuyền đấy, rồi đúng rồi. Mâm cơm tí đây, không có gì phải vội cả. Nói nhiều cho đối thủ nhức đầu. Xavi Alonso. Đây là Ronaldo. Rồi. Ui. Kỹ năng gì nhỉ? Chắc chung gì nữa. Ui. Trông nguy hiểm, sao trông nguy hiểm vậy ta? Ui. Đứng lên. Không có lỗi. Trọng tài bảo không có lỗi nhá. Đứng. Cố bạo quá. Vào đây. Morata đâu? Morata tôi đâu? Trời ơi, tưởng nào. Không sao. Ô kìa. Chắc anh khéo quá đúng không? Ok. Amaro. Một sai lầm thôi, trừng phạt luôn. Một sai lầm. Trong vòng cấm địa 16m50 rồi. Trận này Chelsea tăng 3-1. Tay với cả một xBet để cho Chelsea có thêm tí nghị lực thi đấu. Đây rồi. Ui, không em tưởng thua. Sao? Ôi, tưởng thua rồi mà. Do gì nhô? Ôi, cái gì đây? Tưởng thua. Chuyển ra ngoài. Rồi, chuyển đấy, chuyển tiếp nhìn nữa. Đúng rồi, chuyển lại. Tưởng thua. Rồi, mày kê bà gãy hết rồi. Ôi, kê bà bắt xong trận này người về ê hầm luôn mà. Bóng đá vừa tâm sự đấy. Cứ chuẩn bị đang tấn công đối phương thì bắt đầu mình hỏi. Sự nghiệp có thứ nhiều, sự nghiệp stream như nào? Em có thể em có thể kể với cơ duyên đưa em tới với streamer được không? Thế thì... Dạ, là...
Ngày xưa là em bắn hay quá, người ta nhấc em về làm streamer, với cả sau này biết là đá FIFA Online 4 vào ngày mùng 2 tháng 10 vào lúc 3:03 của thầy Tuấn Anh có thắng thầy BO3, một game thủ chuyên nghiệp của FO4 và FC Online ấy. Câu chuyện thứ hai em tự bịa ra nhá. Nên là thấy các người ta mới cho em về làm streamer. Thầy hiểu chưa? Thầy hiểu chưa? Thầy sợ liền. Câu chuyện thứ hai. Sút hết bản lĩnh, sút hết bản lĩnh, sút, sút thẳng luôn. Sút luôn. Sút luôn. Sút luôn cái tầm này thôi. Mày bóng đá kể chuyện mà. Ôi mấy ông vợ chạy chốt được, cậu đá cậu thầy 10 chứ cậu. Hay quá. Đâu, này, quả này mới hay này đẹp ơi. Quả này mới hay này, trời ơi, dứt điểm. Morata này. Bất ngờ này, tạo bất ngờ này. Bất ngờ, hay quá, không có bất ngờ gì xảy ra. Phải thay người thôi. Uầy, phải thay người, phải thay người thôi. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. À lúc rồi, Gullit mới về đá cho Real Madrid. Nhập tình cả Gullit. Nhập tình cả Gullit mà đá giao hữu mà sợ chưa. Sao phải đá sao mà em đá giao hữu ra mồ hôi mà. Mang cả Gullit vào luôn à. Sai lầm nè. Chưa có gì đâu. Sai lầm này có gì mà sai. Sai lầm nè. Sai. Ui. Còn Nguyên. Không được. Không được. Rồi, không. May mà tôi nhanh hơn một tí thôi là đủ rồi. Ngoài hạt thế nhờ, mẹ đá giải à? Lớn. Nhanh tí em ơi, nhanh tí. Ui, tôi rồi. Ui, ben. Chấm ben này vẽ mà tròn. Đây rồi, chấm tí. Đây rồi. Đấu trí. Quả đúng quả là rõ ràng quá, gì nữa mà cãi nó được. Hóc gì nhô. Chuyên gia đá ben. Đừng lắc nữa. Cánh chắt thầy Tabi hay đá đâu? Tôi cho em hỏi cánh chắt á. Thầy Tabi hay đá bên nào? Để bắt theo cánh chắt này, bắt theo cánh chắt này. Đá dưới nha. Đá dưới à? Đá dưới nha. Trời ơi, dưới rồi. Jorginho. Vội rồi. Không vội nè. Tài ơi. Ba sẽ đổ đấy. Trên bỏ luôn quả này không nhận tay được. Không sao. Đây nhá, em chỉ cho. Rõ ràng quá rồi. Từ từ em để bao lại, đá kể chuyện. Tức là cái game này khi mà một cầu thủ thẻ đỏ đúng không? Đúng rồi. 10 cầu thủ trên sân còn lại sẽ đá với tinh thần. Chúng ta chỉ còn 10 người. Chúng ta sẽ đá không còn gì để mất. Đây là thủ thuật FC Online 4 anh em. Bảo sao mình cứ mất một người phải đá hay nhập. Mất một người là đá hay hơn. Chúng ta cố gắng hơn thầy hiểu không? Cố tình lúc nào mình đá 11 mình không ăn được. Đấy. Nếu mà mình thua thì mình bảo mình thiếu một người đúng không? Đấy, đúng. Và bàn thắng này dành tặng Đem Nguyễn nhá. Thăng hoa hơn này. Dành tặng Đem Nguyễn này. Cố vào luôn. Nope. Không Zigo nữa, vợ đứng Zigo đi. Đen Ha ra đấy, không chạy được mấy thằng này nhỉ? Chạy làm sao mà. Ui. Đấy, thầy thấy chưa? Nó vào bóng nó khác liền đấy. Thầy thấy chưa? À, thôi xong rồi, thầy. Góc gần. Thầy thấy chưa? Nope. Ui, em có bóng phi cả luôn. Ông vào chơi game hiểu game à? Nữa kìa. Tỉnh một tí. Đúng rồi, chết nữa kìa. Mà tịch. Cái khe này. Ủa, thế mà thầy nhìn ra được ạ? Mắt thầy ngày xưa tia gái chắc là chết hết nhở? Cũng bằng mắt em phải ốp thôi. ngang được mà. Thầy tinh thật đấy. Hà ra. Ui phanh. Hà ra. Nope. Thầy thấy 10 người chưa? Chắc và sạch. Tôi thấy quả này tôi bắt xếp đê chứ. Còn nguyên. Thẳng quá. Chưa căng. Đẹp mà chưa căng. Trời ơi, Jorginho. Ui. Kim Kirit. Chuyển sang, bản lĩnh chuyển sang. Chứ còn gì nữa. Nope. Chắc bại đúng không ạ? Đá, các bạn hạt, chưa để win à? Ui, chuyển sang luôn à? Ui. Kim Kirit liền. Giả nghệ thôi, đá thua đẹp nguyên thật. Giả nghệ thật. Dứt tiền này ơi. Sao thua Đem Nguyên được nhở? Ôi, thua đồng đeo vàng kìa. Thắng trước một người. Ôi, thua ngược 4-2. Ôi, 2023. Đúng không? 2023 thua Đem Nguyên. Ông quả Hà Giang này chịu thật. Quả Hà Giang này không đuổi hết thể lực rồi. Hết thể lực mất rồi. Ôi, sút bóng kinh thật. Trang lại sút bóng kìa. Giải nghệ đi chứ còn gì nữa. Ôi.
Discord luôn. Ông có bạn, có bạn lên lên quả cam Discord luôn. Trông xịn đấy chứ. Thế nào? Ôi, chụp ảnh luôn mà. Hoan mừng nhiệt mà. Tưởng vô địch thế giới. Ôi. Tưởng vô địch thế giới luôn mà. Đơn giản thôi thầy ơi. Đơn giản thầy ơi. Trời ơi, đá thua đấy. Bây giờ anh em mình để cái này ở đây, hôm sau anh em mình trả thù, phục thù. Đúng rồi, phải có một kèo lượt về đấy, phải có một kèo lượt về. Phải kèo lượt về, phải kèo lượt về. Đấy, hôm nay mà tỷ số tạm thôi. Cày thế nhở. Ok thầy nhá. Ok, về bài đẹp nha. Ok thầy ơi, con đi ăn đây. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.